Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix lỗi không đăng nhập được game Mobile Legends bằng bạc bằng bất kỳ tài khoản nào khi các bạn vào game. Đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Khi các bạn vào game ấy, đấy, đăng nhập. Khi các bạn vào game mà đăng nhập, đây mình sẽ thử đăng nhập cho các bạn nhé. Rồi. Khi các bạn đăng nhập vào game như thế này, đấy thì nó sẽ báo lỗi. Đấy, mặc dù tài khoản của mình đúng. Bây giờ mình cần phải làm các bước sau đây để có thể đăng nhập được nhé. Rồi, để đăng nhập được thì các bạn cần phải vào cái trang có tên là account.id.zing.vn. Tại đây, cái phần tìm game này thì các bạn hãy tìm cái con game mà các bạn không đăng nhập được đó nhé. Ví dụ như mình là Bang Bang. Đây, Mobile Legends Bang Bang. Rồi, tiếp theo đó các bạn chọn Facebook này, Zing ID này, hoặc là Apple ID. Bạn nào chơi bằng tài khoản chơi ngay thì ở đây nhé, các bạn điền mail vào đây. Còn mình đăng nhập bằng Zing thì mình sẽ đăng nhập qua Zing này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập. Rồi, tại phần này, họ tên. Đấy, các bạn cập nhật cho em nó đầy đủ, có đầy đủ hết thông tin ở đây. Các bạn cần cấp chứng minh nhân dân này, ngày tháng này, nơi cấp này, đó, những cái này. Họ tên thì các bạn lấy họ tên nào cũng được, miễn sao mà cái giấy chứng minh này thì các bạn điền 9 số cho mình nhé. Đấy, cái phần chứng minh này các bạn điền cho mình 9 số. Đấy, cái thông tin là mình làm giả. Đấy, thông tin giả cho nên là nó không đăng nhập được. Hồi trước mình cái lúc mà chưa cập nhật ấy, mình lấy thông tin giả. Đấy, bây giờ sau khi cập nhật thì các bạn cũng dùng thông tin giả để có thể đăng nhập nhé. Các bạn cứ điền bừa vào thôi là được. Ok, đây còn rất nhiều. Sau khi các bạn điền xong thì các bạn mới có thể tiến hành đăng nhập game được nhé. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách để có thể đăng nhập vào game cho những trường hợp mà bị lỗi đăng nhập trên các game của Vinagame, điển hình là game Mobile Legends bằng bang nha các bạn nhé. Rồi, video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình bổ ích, giúp ích cho các bạn thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau.